Chào tất cả anh em từ miền Nam ra miền Bắc, tất cả em đam mê câu cá. Hôm nay là ngày 28 tháng 12, shop Tuấn Kỳ CP tiếp tục gửi đến em một lô cần hàng kiện Nhật anh em nhé. Thì lô lần này em gửi đến em bao gồm là 26 con cần, đủ cái loại hết cho anh em tham khảo, từ các dòng lưu rê, câu ngâm sông hồ, câu lục, những dòng bạc bờ biển, những dòng hai ba khúc cho anh em săn hàng ha. Em thích cây nào cứ lô trực tiếp với shop mình qua số điện thoại 0976 977 106. Mình sẽ ship hàng tận nhà cho anh em, nhận hàng, kiểm tra hàng, thanh toán tiền anh em nhé. Thì như thường lệ, mình cũng sẽ đi vào thông số chi tiết cũng như là giá từng cây cho anh em tham khảo. Đầu tiên anh em có thể thấy trên tay mình là một con cần ba khúc anh em nhé. Thì đây là một con cần siêu phẩm hôm nay, con cần đắt nhất trong clip. Đây là một con cần ba khúc thương hiệu Shimano anh em nhé. Một dòng cần ba khúc cao cấp nhất của Shimano, dòng Spin Power. Thì cái dòng Spin Power này nó sẽ có thông số là chiều dài 4,05 m, độ cứng là AX anh em nhé. AX là một cái thông số cứng nhất trong thông số cần ba khúc chuyên dụng cho anh em câu bạc bờ biển, câu lục. Thì con cần này thì là một dòng cần cao cấp. Con này đề cao anh em nhé. Con này là hàng 7 phen. Đây là một dòng spin ngọc trai 7 phen. Cần còn khá là đẹp ha. Có rất là nhiều vết. Cần còn khá là đẹp. Hình thức của nó thì nó cũng có xuất sắc nè. Cái dâm ít này nha. Đấy, nó có một vài cái vết ha. Do những cái phen nó cạ vào nhau á. Nhưng mà nó không đáng kể đâu. Thì con này là hàng cao cấp cho nên nó sẽ trang bị chất liệu carbon đương nhiên rồi. Đây mình tháo thun ra cho anh em xem. Con này thì chất liệu carbon. Nó trang bị là phen titanium luôn em nhé. Đây. Hiện phen nó chất liệu là phen titan. Con này mới thì chắc cũng tầm 30 mấy triệu hay gì đấy. Chứ tầm 30 á anh em. Cái thời điểm nó bán ra cái dòng Spin Power ngọc trai này thì nó đắt lắm. Cái dòng mà SF thì nó rẻ hơn anh em nhé. Ngọc trai thì nó đắt. Con này chuyên dụng cho anh em đánh xa bờ ha, cân mỗi hai loại hàng luôn. Hàng 30 cân bắt vô tư, hai mấy 30 cân nè. Con này là thông số khủng nhất rồi, 405 AX gọi là siêu cứng luôn. Cho những anh em tay to săn hàng bạo lực đó. Phen titan, bát là bát titan luôn em nhé. Hàng nguyên bản. Bát zin, phen keo zin hết, chưa hạ bát, chưa động chạm gì tới ha. Thì mình bán, mình quay cận cho anh em xem nè. Cái con này á, nó có một cái nút nhựa trên đây nè. Cái này là cái nút nhựa ha anh em nhé. Anh em ra mấy hiệu đồ câu nó cũng có bán nữa. Nè, nó bị nứt hết cái. Nứt hay nó sút gì mình không biết. Mà nhưng mà về đến đây còn có một cái. Cái này gỡ ra được anh em nhé. Đấy, đây mình quay cái góc này cho anh em xem rõ hơn. Đấy, cái nút nhựa như này nè. Cái này nó bị rớt ra ha. Mình bán, mình cũng báo anh em. Cái này mình nhớ như là những cái hiệu đồ câu nó có bán đấy. Thì đầu bu của nó là đầu bu titan chống xoắn luôn em nhé. Tất cả nó đều là titan hết. Spin Power. Đây là màu ngọc trai, một trong những cái màu mà có giá trị nhất trong cái dòng spin. Cái màu phấn hồng á, thì anh em nó không có giá trị bằng con này anh em nhé. Cái màu phấn hồng thì nó dễ gãy lắm và khó kiếm ngọn. Cái dòng này ngọc trai thì nó cái phôi nó bền hơn. Nhất thứ hai anh em mua ngọn này kia rồi nó cũng dễ nữa. Nhưng mà cái con này câu biết chừng nào nó mới hỏng được cái ngọn đó. Đây, rất đẹp anh em nhé. Thì đây là phần gốc của nó. Đây phần gốc nó cũng vẫn có xước dâm ít đốt ha. Thì con này là hàng cao cấp cho nên nó sẽ có đối trọng. Đối trọng của nó đây, mình tháo cho anh em xem ha. Đây là đối trọng zin của nó luôn. Trong một con cần thì cái đối trọng nó khá là quan trọng anh em nhé. Những con cần ba khúc thì nó sẽ có đối trọng như này. Con này thì như mình nói lúc nãy thì nó sẽ thích hợp cho anh em câu lục ha. Đánh xa bờ 50 60 m ha.
anh em nào có sức tay to thì mặc sức mà vung. Cái thứ hai là cái con cần này anh em, hiện tại trên thị trường cái thông số này nó cũng khá là hiếm, thông số độ cứng AX này, AX gọi là hàng siêu cứng thì nó rất là hiếm anh em nhé, chứ nó không có nhiều. Mà hình thức về nó còn zin đẹp như vậy thì nó lại càng hiếm hơn. Thì mình về được một con duy nhất ha. Con này mình gửi đến anh em mức giá là 14 triệu anh em nhé. Con này nếu mà nó rơi vào 4m25 á, thì giá nó phải trên 20. Cái đấy anh em biết rồi nhé. Cái độ chênh lệch giữa 4m05 và 4m25 á, nó chỉ trên nhau 2 tấc thôi. Nhưng mà giá có thể nó tầm, nó hơn nhau tầm chục củ đó anh em. Thì đó là cái dòng, đặc biệt cái dòng này nó là như vậy đó anh em. Nó hơn nhau tầm 8 đến 10 triệu á. 405 AX anh em nhé, siêu cứng, giá 14 triệu. Này dính keo hay gì nữa, để mình chùi ra. Hàng nguyên bản anh em nhé. Đang quay từng cái fan cho anh em xem, fan của nó nè, keo zin hết. Chưa động chạm gì đến. Lúc nãy mình chưa quay kỹ mấy cái fan nhỏ. Thì anh em nào chốt thì có thể liên hệ mình nhé. Kế tiếp, mã số 2 là vẫn là một con cần lục nữa anh em, và bạc bờ biển. Đây là một dòng Daiwa Sub Spin T30 4m05, một dòng sub chữ đỏ ha, hàng thị trường Nhật anh em nhé. Con này thì còn khá là đẹp. Hình thức thì anh em có thể đánh giá qua hình ảnh nè. Cần còn khá là đẹp đó. T30 này là độ cứng chuẩn CX luôn á nè, 4m05 nè, cứng CX đó. Bass Civet ha. Fan của nó là fan Fuji gặp anh em nhé. Đây, bên trong con cần này còn cũng rất là mới. Đấy, ngọn của nó ha. Con này nó có định vị nè. Thì hàng này là hàng bán ở thị trường Nhật anh em nhé. Nó không phải hàng bán ở bên Việt Nam của mình đâu. Hàng thị trường Nhật nó đắt hơn đó nè. Không phải hàng mà cái thông số mà T33, 4m25 mà bán ở Việt Nam đâu. Em lưu ý giúp mình nhé. Con này gửi đến em mức giá là 2 triệu rưỡi anh em nhé. Mã số 2. Kế tiếp, mã số 3 là một con Splitter EV 4m05 DXT nè. Hình thức thì anh em có thể xem nhé. Đây, thức còn khá là đẹp, ít với xước. Xước leader Basivac Japan, fan Fuji gặp. Con này nó vẫn sẽ có đối trọng anh em nhé. À, mình nói nhầm. Nó vẫn sẽ có định vị fan. Đây, định vị của nó đây. Con này là hàng cao cấp cho nên nó vẫn sẽ có định vị. DX nhưng mà nó khá là cứng đấy anh em. Tại vì nó ngắn, nó chỉ có 4m05 thôi. DX này nó như con CX gì đấy. Như con CX 4m25 vậy đó anh em. Khá là cứng. Cho nên là anh em đánh tầm 40m vô tư con này, tầm 30m, 40m. Cũng có một vài cái vết xước, cái này là xước, cái này gọi là xước, xước cái lớp keo ở ngoài đó nè. Đây, không có cắn gì đến cái phôi hết ha. Mình giờ ngang là nó không có cảm giác luôn á. Kiểu lúc trên lúc vô á, nó vướng cát đó nè. Hình thức con cần thì đây mình soi cho anh em xem đó. Con này gửi đến em mức giá là 2 triệu tư anh em nhé. Mã số 3, 2 triệu tư. Kế tiếp, mã số 4 là một con Olympic anh em nhé. Đây là một dòng Olympic. Con này độ cứng của nó là DX. Một dòng Olympic nè. Đây, thương hiệu Olympic đây. Dài 4m25, độ cứng là DX. Cho anh em câu đầu cần, bồng bền ha. Con này đặc biệt, nó là fan Fuji Six ha. Hôm nay mình gửi đến em một con full stick mà giá chỉ bằng tiền cái bộ fan thôi, 1,5 triệu. Mã số 4, carbon xoắn toàn thân hết anh em nhé. Olympic nè, Bass Fuji Japan
Đây ngọn của nó đây anh em, phen xích hết em nhé, nó cũng có chóc chóc mấy cái một hai vết sơn ở ngoài nè. Cái ngọn này á, nó bên trong nó vẫn màu đen như này anh em, nhưng mà hãng họ sơn lên màu trắng mà không biết để làm gì. Cái này hãng họ làm anh em nhé. Đấy, anh em cạo ra là ra cái sơn màu đen carbon ở trong á, nhưng mà họ sơn màu trắng mình không biết để làm gì, chứ có lẽ là cái kiểu của cần nó như vậy. Phần xích hết anh em nhé, đây test đọt cho anh em xem nè, để bên trong là carbon xoắn đây. Đây có cái vết xước anh em nhé, đây nó xước nó ra cái sơn đen ở trong này, anh em có thấy không, xước cái lớp trắng ngoài ra cái sơn đen này, cạo ra luôn á. Đây nè, đây lấy móng tay móc móc cái ra full xích. Cái phen này có mẻ nhựa một tí anh em nhé, nhưng mà nó nằm ở dưới này á, khi mình gài vô cứng nhắc à, nó còn cái viền inox ở ngoài nữa. Thì cái phen này á, anh em nào nếu mà nói là cái cần này về đánh mà sợ hư phen á, mình bảo hành cái phen này cho anh em nửa năm anh em nhé. Nếu mà anh em câu á, nó hư đúng cái phen này, anh em chụp hình anh em gửi qua bên Zalo của mình á, số điện thoại mình ghi ở trên màn hình đó anh em, mình sẽ gửi cái phen mới qua cho anh em thay anh em nhé. Mình bảo hành cho anh em nửa năm luôn, nếu mà anh em sợ cái phen này câu thời gian nó hư á, em lưu ý nhé, khó hư lắm anh em ạ. Full xích thế này, cần này thì nó còn cũng tương đối anh em nhé, xích 2, 4, 6, 7 phen, giá 1 triệu rưỡi anh em nhé, mã số 4 1 triệu rưỡi. Kế tiếp số 5 là một con cần vít ha, thì anh em hỏi khá là nhiều nè, hôm nay mình lên được con cần vít nữa. Đây là một dòng cần vít cắm gốc Fuji Japan là đích này. Thì con này nó của thương hiệu Daiko anh em nhé, một thương hiệu nổi tiếng của Nhật, Daiko Stomach. Bát của nó là trang bị bát Fuji Gold, Gold hết luôn ha. Phen của nó là phen full xích, xích chân cao nè. Cái bộ phen này thì nó cũng khá là đắt đấy, quấn chỉ khá là đẹp ha. Bộ phen này anh em mua nó phải từ giá trên 2 triệu nếu mà anh em ra ngoài dựng cần á, full xích. Nhưng mà cái phen mới bây giờ anh em nó mỏng lắm, nó không được dày như những cái phen trước của Nhật này đâu. Đây cái cần còn rất đẹp. Đấy anh em có thể đánh giá nha. Là những cái chỉ, những cái keo của nó nè, cái sơn của cái cần ha, bu full xích nè. Con này thì nó cứng cỡ M. Con này anh em có thể đánh vít nhẹ nhẹ ha. Anh em có thể đi Phú Quốc nè, Côn Đảo nè, hoặc là những anh em con này anh em có thể đánh câu ngâm vẫn được. Nói chung câu nhiều thể loại lắm, hoặc là những anh em câu cá lóc bông, câu bạo lực á, vẫn có thể đánh con này được. Tại vì con này nó vẫn có thông số lua anh em nhé. Đây thông số của nó nè, mình đọc cho anh em xem ha. 7 feet là 2m1 anh em nhé, cắm gốc 2m1. À, cái thông số của nó là 10 đến 12 phao ha. Class full đan của nó là 4 4 kg. Cái đan này á, là dở hỏng hay như nào á anh em, nhưng mà anh em đừng có test anh em nhé. Như cần này mà anh em dở không biết kỹ thuật thì nó nổ tiếc lắm. Quay lại thì lại nói mình bán cần dở nữa thì nó lại không hay ha. Tại vì cái test này á, là khi cái cần bán là cần mới anh em, và anh em phải biết kỹ thuật mới test được. Còn cái cắt tin của nó là 15 cho đến 50 gram. Đây nó có thông số vít nè, vít mát của nó là 70 gram anh em nhé. Thì con này anh em cũng có thể đánh. Con này á, ở bên Nhật họ sẽ dùng để họ họ lua lua ghềnh, hoặc là họ câu cái dạng mà lửng lửng á nè, vít những cái mồi lửng lửng á, tầm vài chục mét á, cái mồi 70 gram quay đầu, họ vít con này tầm 60 gram nhiều á. Con này anh em vít mồi 60 gram là đẹp nhất, đi cùng đảo á anh em. Xích hai na bộ phen rất là đẹp, con này gửi đến em mức giá là 2,5 triệu, mã số 5 2,5 triệu. Kế tiếp mã số 6 là một con cần hai khúc cho anh em lua nè. Anh em hỏi cần lua, hôm nay có một con nữa. Đây là một con Judson.
Jackson này thì nó là hàng của Mỹ anh em nhé, Jackson Turbonic nè, nó là hàng của Mỹ nhưng mà nó xuất qua thị trường Nhật. Con này thì Tokyo Base, trang bị fan là fan full stick anh em nhé, fan stick nè, bát là bát Fuji tem vàng Japan. Con này thông số của nó là 2,7 m anh em nhé. Thông số của nó là 2,7 m. Jackson 9 feet nè. Lure là 7 đến 28 gram ha. Thì 8 đến 20 phao, nó tải cá tầm 3 feet 5 cho đến 9 kg ha. Con này cho anh em lure á thì cái thông số nhà hàng sản xuất công bố anh em nhé. Còn trên thực tế thì nó lại khác nữa, tùy theo kỹ thuật anh em đánh. Có những anh em những con cần này anh em câu cá chẽm mười mấy 20 cân bình thường, người ta biết cách kỹ thuật người ta dìu, còn những anh câu cá 1-2 kg thì nó lại gãy. Anh em phải hiểu cái câu chuyện ha, nó còn xuất phát nhiều cái vấn đề nhiều phía lắm. Full stick 300, bu full stick luôn em nhé. Con này gửi đến em mức giá là 1,6 triệu anh em nhé, fan stick hết 1,6 triệu, mã số 6. Kế tiếp mã số 7. Đây là một con cần cắm gốc lửng anh em nhé. Một con Shimano Cortizone bò cạp ha, một dòng bò cạp tím nè. Thì cái con này chuyên dụng cho anh em lure, con này là 6 feet anh em nhé, 1,8 m. Action của nó là 1,6 đến 3,8 OZ ha. Thì cái con này á 1,6 3,8 OZ anh em có thể đánh mồi từ 4 cho đến 12 gram anh em nhé. Đánh mồi 4 đến 12 gram. Fan của nó là fan full stick chân gòn ha. Chân gòn nè. Full stick. Cán cán gỗ bần. Bát là bát gài, thì cái dòng này giống như cái dạng cái dòng lửng lửng giữa suối vậy đó anh em. Thì cái con này thích hợp cho anh em mua về câu tráp ha, câu tráp câu hanh, câu những cái đùng á, lure những cái đùng á. Đây một con Cortizone bantam nè, acrod ha, tem vàng. Hình thức thì đây mình quay cho anh em xem anh em nhé, phen của nó đây, dòng phen khá là hay ha, cao cao như này, nhìn nó giống mấy cái cần đời mới. Thì con này nó khá là tiếc một cái điều của anh em, không biết vận chuyển về như nào á, cái đầu vu nó mẻ ăn miếng trên này góc này nè. Đấy cái này anh em gai dây thì nó không không ảnh hưởng đâu, tại vì gai dây là ngay đây nó nằm ở trên góc này nè. Cái này á anh em về chấm tí keo dán sắt vô đây là nó cứng lại, nó chỉ mẻ cái viền ngoài thôi, nó khó mà bể được cái bu này lắm. Nhưng mà mình bán á, thì mình cũng sẽ báo chính xác tình trạng cho anh em. Cái này á nếu mà mình đi keo lên á thì anh em không bao giờ biết được, mình đi keo lên ấy, nó bít lại này nè, nó cứng luôn phanh này, anh em không bao giờ biết được. Nhưng mình bán mình báo chính xác anh em ha, và những cái cần như này mình thường mình sẽ bán rẻ và mình sẽ tặng cho anh em một cái đầu bu sẵn đây ha. Cái đầu bu rin của nó là đầu bu thường anh em nhé, full stick thường nè, mình sẽ tặng cho anh em một cái đầu bu full stick chống xoắn luôn, thì gắn vô nó vẫn đồng bộ với cần anh em nhé. Đây nó vẫn đồng bộ với cái cần. Thì cái này là mình tặng kèm cho anh em thôi. Cái bu này mua thì nó cũng phải xị mấy hay xị á anh em. Full xích chống xoắn nè. Em lấy con này thì mình tặng cái đầu bu luôn anh em nhé. Anh em thích cái đầu bu cũ thì cứ giữ câu. Chấm miếng keo lên là câu vô tư anh em nhé. Con này thì mình để cho anh em mức giá là 1 triệu anh em nhé. Mã số 7 giá 1 triệu. Con này dẻo ấy, độ cứng nó tầm L anh em. Dài 1,8 m. Kế tiếp mà số 8 là một con cần nè. Cái con này nó cũng khá đặc biệt nè. Đây mình phải mở thun ra mình chia sẻ đến em cho nó dễ. Con này là một con cần 3 khúc. 3 khúc 2 ngọn. Cái này giống như là hai cái cần vậy đó em, hai mà trong một á. Đây mã số 8 này khá đặc biệt ha. Ví dụ bây giờ như này ha.
anh em thấy cái đọt mà cái đọt gốc to nè, đây khi mà anh em muốn câu mà kiểu câu neo á, câu neo câu bè á, thì anh em chỉ cần dùng hai cái này thôi. Đây là một bộ của nó nè, khi mà anh em ráp lại á, thì nó sẽ là 1,5 m đấy, ráp lại như này ha, nó sẽ là 1,5 m nè. Còn khi mà anh em muốn lên ba khúc á, đấy thì anh em ráp ba khúc này lại thì nó sẽ là 2,4 m, cho anh em câu được nhiều thể loại ha. Con cần này nó khá là hay, thì cái thông số mà ba khúc 2,4 m á, thì đặc biệt nó là hay, nó hay đọt luôn, cho anh em câu được một đọt mềm đọt cứng ha. Thì cái thông số của nó là 2,4 m, nếu mà anh em câu ba đọt á, thì nó sẽ có một đọt thông số 80 và một đọt thông số tầm 120 đến 150 nè, khá là cứng. Còn cái mà 1,5 m á, 1,5 m hai khúc á, đây 1,5 m hai khúc đây, thì nó sẽ tầm 150. Thì tất nhiên nó sẽ là fan bass Fuji hết rồi, toàn bộ nó đều là Fuji hết, fan Fuji, bass Fuji ra băng hết, hàng Fuji của Nhật hết em nhé. Con này thì có thể là cái tên hãng nó nằm ở đây, nhưng mà họ quấn cái chỉ lại cầm cho im tay luôn nè, nó mất che mất cái tên nè. Thường những cái hàng này anh em, thì cái kiểu dạng như này nha, theo mình bán nhiều á, thì một là Olympic, hai là Daiwa, mấy kiểu như này nè. Tại vì hàng Nhật thì nó chỉ có loanh quanh mấy hãng thôi, Olympic hoặc Daiwa thôi. Cái này không phải Shimano đâu, hai hãng Olympic hoặc Daiwa. Con này mình gửi đến em mức giá là 800k anh em nhé. Mã số 8 800k. Chất liệu của nó là Gapfix em nhé. Hai trong một. Kế tiếp mã số 9 là một con cần hai khúc. Thì con cần này chuyên dụng cho anh em săn hàng đánh biển nè, câu đáy anh em nhé. Đây là con cần Ryobi, thông số của nó cũng khá là cao ha, cứng đến 150 rồi, dài 2,4 m. Nó trang bị bộ phen Fuji biển nè, viền phen cầu ha. Phen khá là khủng. Con này cứng lắm anh em ạ. 150 mà nó cứng như 200 vậy đó. Đấy, cứng dã man lắm. 2,4 m anh em nhé, hoặc là những anh em có thể mua câu bè, câu dù đếm, săn hàng đồ đó. Đặc biệt á, con này nó là hàng full carbon. Anh em nhìn cái phôi nó nè, rất là dày. Nhưng mà điểm bù lại cho một cái con cần đắt tiền á, nó sẽ là cái phôi dày. Thứ nhất, thứ hai nữa là trọng lượng nó nhẹ. Nhưng mà mình câu được cá lớn, nó cứng mình câu được cá lớn. Đấy là cái đặc biệt của cần, những cái cần đắt tiền nha. Thì đấy, đồng tiền thì nó đi liền với chất lượng, nó phải như vậy nó mới đắt. Trọng lượng nó nhẹ, cầm nó không mỏi tay, nhưng mà nó câu được cá to. Con này gửi đến em mức giá là 1,8 triệu anh em nhé. Mã số 9, cần còn rất là đẹp, full carbon, fan bass Fuji hết, dài 2,4 m, cứng 150 ha, thương hiệu Ryobi. Kế tiếp số 10 là một con cần cắm gốc anh em nhé. Con này dạng cắm gốc lửng nè, nó gần gần như là hai khúc luôn nè. Đây là một con cần cắm gốc lửng hai khúc, hai ngọn anh em nhé. Đây một ngọn nó sẽ có thông số là độ cứng 80 đến 100 nè, một ngọn độ cứng từ 100 đến 150, thì nó đều là 1,8 m hết, 1,8 m hết anh em nhé. Trang bị fan Fuji, bass Fuji, fan bass Fuji hết. Cái bass đó nè, Siret Carbon này cắm an thuyền anh em nhé. Cái góc này cắm an thuyền nè, cầm nó cũng khá là độc đấy. Này là gỗ hợp. Con này gửi đến em mức giá là 1,1 triệu em nhé. Mã số 10, 1,1 triệu. Kế tiếp mã 11 là một con cần hai khúc, chất liệu carbon xoắn ha. Đây là một dòng cần hệ anh em nhé, Power Love Super nè. Đây là một dòng NT Power Love ha, carbon rod nè. Thông số con này thì nó sẽ là độ cứng tầm 50, 50-60 á, dài 2,4 m, cho anh em câu cá tra, câu bè, sông hồ, câu lăng xê rồi đó. Con này cái thân nó khá là cứng, nhưng mà cái ngọn nó không quá to đâu. Đấy, nó làm nó hiên về phần thân cứng ha. Con này là hàng nội địa Nhật anh em nhé.
Buôn xoắn cuộn hết. Hình thức thì nó còn khá là mới. Mới tinh à. Cái này dính bụi ha. Chùi rửa là ra. Bát Fuji tem vàng Japan nè. Con này sẽ gửi đến em mức giá là 1 triệu rưỡi anh em nhé. Mã 11 NFT nè. NFT này thì hàng mới nó cao lắm anh em. Thường những con xoắn xoắn như vậy nó cao lắm. Kế tiếp mã 12 là một con Ryobi tương tự nữa anh em nhé. Con này thông số nó nhẹ nhàng hơn, cứng 50 và 2,4 ha. Cho anh em câu cá tra, câu lăn xê sông hồ, giá 1 triệu 2, hàng cũng mới tinh à. Ryobi. Phen bát Fuji hết. Kế tiếp 13 là một con cành hai khúc. Chất liệu con này là carbon anh em nhé. Chất liệu carbon, phen Fuji, bát Fuji tem vàng. Carbon xoắn luôn nè. Con này thì nó là hàng nội địa Nhật, nó quấn vân cuộn 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 ha. Dài 2,7 m. Độ cứng của nó thì theo mình test nó tầm cỡ 50-60 đó anh em. Nó cũng thiên về cứng cái phần thân nhiều hơn. Nó chỉ cong cái phần ngọn thôi. Thường thì những cần Nhật nó như vậy hết anh em ạ. Này đầu bu nó cũng khá là độc ha. Kiểu nó như vậy đấy. Fuji hết. Giá của này là 800k anh em nhé. Mã số 13 800k, hàng còn khá là đẹp. 2,7 m. Kế tiếp 14 là một cần 3 khúc chất liệu carbon. Phen là phen Fuji, bát Fuji tem vàng Japan này. Hàng còn rất là mới ha. Ryobi nè, độ cứng 50 3 m. 3 m 3 khúc cứng 50 cho anh em câu lăn xê, câu cá tra anh em nhé. Con này nó vừa, nó không cứng mà cũng không không quá mềm. Vừa cho anh em câu xong rồi, tại vì bây giờ thực tế thì xong nó cũng đâu còn cá to nữa đâu. Em mua những cái cần này thì nó rất là hợp lý. Câu cá tầm nửa cân, một cân nó cảm giác. Con này made in Korea xuất Nhật anh em nhé. Tem vàng nè. Giá 1 triệu mốt, mã 14. Tiếp 15 là một con cần à, hai khúc, hai đọt anh em nhé. Chất liệu là graphite đỏ nè. Bát của nó là bát Fuji FS7 Japan nè. Phen phen Fuji anh em nhé. Đây là một dòng cần của thương hiệu Daiwa. Dòng Daiwa BG ha. Một đọt 30 và một đọt 50. Dài 2,4 m. Cho anh em câu bè anh em nhé. Câu bè, câu lăn xê. Đấy, ngọn cứng, ngọn mềm. Ngọn này cứng nè. Ngọn cứng, ngọn mềm ha. Giá con này là 700k anh em nhé. Hai đọt. Dài 2,4 m. Kế tiếp 16 là một con cần hai khúc. Thương hiệu Suyumi, chất liệu carbon anh em nhé. Phen Fuji, bát là bát của hãng. Giá con này là 1 triệu anh em nhé. Phen Fuji, giá 1 triệu. Carbon của nó là carbon hai da này, nhưng mà nó sơn lên á. Cái dòng này nó hai da. Độ cứng của nó là 30 và 2,1 m em nhé. Cho anh em câu bè. Kế tiếp 17 là một cần 3 khúc. 3 khúc thương hiệu con này Suyumi anh em. Chất liệu là carbon xoắn nè, xoắn anh em nhé, xoắn chìm nè. Phen của nó là phen Fuji chân cao ha, bát Fuji Japan nè. Con này chắc có lẽ anh em quăng mồi lưu gèn được đấy, cái phen nó cũng hơi cao cao nè. Suyubi cứng 50 và 3 mét, giá 1 triệu mốt anh em nhé. Hàng còn khá là đẹp, tem vàng, quấn chỉ vân ít ít ha. Khá là đẹp. Phôi này thì nó cái màu kiểu như carbon xoắn. Màu ánh đỏ ra nắng khá là đẹp anh em nhé. Kế tiếp 18 là một con cần nữa. Carbon hai khúc. Con này hàng mới còn bao xốp như chưa xài luôn em nhé. Đây cái bao xốp đó này. Con này trang bị phen full xích phen lá ha. Bát thì là bát Fuji Gold luôn. Gòn với xích không à, chất liệu carbon. Đây, nó quấn nó cái quấn này không chắc nửa ngày quá. Quấn chỉ nè anh em. Đấy rất đẹp. Phen xích con này mới tinh em nhé. Cứng 30 2,1 m, made in Korea xuất Nhật nè. Con này anh em câu bè ha.
Cầu bè, cầu cũng nhiều thể loại lắm. Phần lá, full di xích chống xoắn luôn nè. Full xích phần lá ha. Rất đẹp. Giá của nó là 1 triệu tư em nhé. 1 triệu tư mã 18. Kế tiếp 19. 19 là một con cần Shimano dạng cắm gốc em nhé. Shimano này thì nó sẽ có thông số là 1m8 ha. Cho anh em câu ghe, câu bè này kia rồi. Câu cá tra ha. 1m8. Độ cứng của nó thì nó tầm 80 á anh em. Đây 80. Fan Fuji, bass Fuji hết em nhé. Cần thì còn khá là mới. Giá 1 triệu 2. Đấy. Cứng 80. Full carbon. Giá 1m8 anh em nhé. Giá 1 triệu 2. Kế tiếp 20 là một con cần Shimano hàng hải anh em nhé. Đây là một dòng Shimano Tomorrow. Một dòng hy carbon đấy anh em, Super Vân XX đó. Đây, chiều dài nó 2m7. Nó sẽ có là hai đọt, hai thông số độ cứng khác nhau ha. Một đọt là độ cứng là 40 đến 60 nè. Một đọt độ cứng là 60 đến 80 anh em nhé. Fan phu sứ dầu quang. Bát nó bát Fuji tem vàng Japan ha. Carbon xoắn vân XX cuộn từ gốc đến ngọn luôn, xoắn hết. Con này nó vẫn có xước xác theo thời gian anh em nhé. Đây xước bóng nè. Con này hai đọt luôn. Đấy nên lưu ý ha. Thế còn cần thì mình quay cận cho anh em xem nè. Zin nguyên bản hết em nhé. Những cái keo của nó zin hết nè. Đấy, keo zin của nó nè. Chưa có qua xử lý quấn lại gì hết trơn ha. Thì nó sẽ có kiểu như ten ten với cái đít này như này. Đấy, nhưng mà đây là keo zin của nó. Quay cận cho anh em xem em nhé. Thì con này gửi đến em mức giá là 1 triệu rưỡi anh em nhé. Mã 20, dài 2m7. Con này bây giờ cũng hiếm chứ nó cũng không có nhiều. Kế tiếp 21 là một con cần tay dài 8m3, vẫn là Shimano Hipower. Con này mới tinh à. Vân ít hết sắn cuộn 8m3 nhưng mà nó rất là tiếc. Bên trong nó bị lai mấy cái lóng ngọn này. Cho nên con này mình sẽ bán rẻ cho anh em. Thì mình đưa họ quấn hết đầu lóng lại luôn này. Này nó lai mấy đọt nè. Lai mấy cái lóng ngọn này, anh em thấy cái màu đỏ này nè. Màu đỏ này á, là trên một cái con cần hi carbon, carbon rod anh em của Nhật á. Thì có thể là cái cần cũ này á, ba cái lóng này nó có thể nó bị lỗi một lóng á. Rồi họ mới lấy những cái lóng của con cần khác thay vào nè. Mua dính con này là xem như là lỗ rồi anh em. Thì nó vẫn giống vậy thôi chứ nó không không nó không có khác gì trên á, tại vì cái con cần mà Shimano nguyên bản á thì nó cũng chỉ xoắn được một hai lóng gần lóng ngọn thì nó cũng phải còn một hai lóng không xoắn nó trơn anh em nhé, cũng tương tự vậy thôi. Mà nó chỉ khác là nó sẽ có một cái vân màu đỏ này thêm nữa. Đấy, mình bán thì mình cũng báo cho anh em chính xác ha. Con này nó bị lai hết ba lóng ngọn nè. 1 2 3 nè. Rút ra thì nó vẫn cứng cáp. Đấy, nó vẫn liền nha anh em nhé, chứ không phải cái hàng mà không câu được không bao giờ mình bán đâu. Thì cái đấy mình chia sẻ đến anh em cái quan điểm ha, cho nó dễ. Này là ở bên Nhật họ hai luôn đó, chứ mình về đây mình cũng không có thời gian mà làm mấy này đâu. Mua về thì mình thấy như này là mình lỗ rồi. Xoắn cuộn hết nè. Con này mình mua gần 2 cũ. Độ cứng của nó thì nó tầm 3,5-4H anh em nhé. Cho anh em săn hàng ha. 8m3 giá 1 triệu anh em nhé. Giá này như giá hành lý luôn. Mới tinh nè. Đấy. Shimano 1 triệu. Kế tiếp 22 là một con cần Daiwa anh em nhé, một dòng Daiwa.
Con này nó vẫn là dài 8,3 m. Con này zin nguyên bản, không có vấn đề gì hết. Đấy, con nào như nào mình báo anh em hết. Độ cứng con này nó cũng phải tầm 3,5-4 h cho anh em săn hàng ha, về 8,3 m. Đấy. Cái lóng bên trong anh em xem nè, cũng còn tương đối đẹp, cũng có những cái vết xước nhưng mà nó cũng không nhiều, ít chứ không nhiều. Đấy, quay cái này dính phấn anh em nhé, chùi lại ra quay cho anh em xem ha. Mình coi dính keo hay xước. Này dính keo anh em nhé, cạo hết ra. Thế mà có một số á, nó bẩn á anh em. Tại vì cái này mình về như nào mình bán, mình chưa có lau qua luôn á. Có một số cây mình thấy nó dơ quá mình lau. Còn những cây mà ví dụ như nó sạch sẽ, nó đẹp như này thì mình không có lau hay để làm gì hết em. Mà con này giá 1,4 triệu anh em nhé. Mã 22 1,4 triệu. Kế tiếp 23 là một con cần tay, hay con này vẫn là nội địa Nhật. Chiều dài của nó là 5,4 m anh em nhé, giá 800k. Chất liệu carbon. Con này thì nó cứng tầm 3 h anh em nhé. Xoắn này. Đấy. Cho anh em câu cá chép rô phi cá sặc ha, 5,4 m, giá 800k. Đây đọt của nó đây. Kế tiếp 24 là một con cần carbon cần tay, thì con này nó là 16 feet anh em nhé. Con này dài 4,8 m. 4,8 m, 16 feet. Chất liệu carbon. Đây đọt của nó đây. Con này thì nó cứng tầm 3 h anh em nhé, 2,5-3 h cho anh em câu cá rô cá sặc 48 bọn xoắn này. Xoắn tít hết anh em nhé. Con này sẽ có giá là 600k anh em nhé, mã số 24. Kế tiếp 25 vẫn là một con cần tay. Con này là một con Waco nội địa Nhật. Waco Daiko rồi đấy anh em. Quy cô đây cô rồi thì nó cũng tương tự như nhau á, thì Nhật em nhé, nút nó nút gỗ nó khá là đẹp. Con này thì nó sẽ là carbon xoắn chìm ha. Đấy. Chiều dài của nó sẽ là, để mình xem nha. Chiều dài của nó là 4 m anh em ạ. À. Con này về 4 m. 39. Con này 39 anh em ạ. Câu rô cái sạc. Cho anh em đi những cái mương ha, những ao đồ câu á, chất liệu carbon. Nó cứng, con này cứng cho tầm 2,5 h anh em ạ. Giá là 600k anh em nhé. Mã 25 600k. Kế tiếp mã 26 là một con cần, đây là một con cần Lugan, cần rút ha, thương hiệu Daiwa, con cần cuối cùng luôn. Con này sẽ có giá là 1 triệu anh em nhé. Trang bị bát Fuji Japan. Phen Fuji anh em nhé. Thì cái hông số của nó anh em có thể thấy nè.
số của nó là 12 feet ha, độ cứng là medium hard nè, MH ha. 10 đến 40 gram nè, live 10 đến 25 phao anh em nhé, thông số khá là cao. Đây là một dòng Daiwa Phantom, phen Fuji hết em nhé, phen Fuji. Đây là một dòng cận hại của Daiwa cho nên nó sẽ là carbon hay da vân ít anh em nhé. Đấy, carbon hay da vân ít hết. Lugan 36, độ cứng MH ha, cũng khá là hiếm. Phen Fuji nè. Cứng nha anh em, con này cứng anh em nhé. 36 mà nó rơi vô MH là nó cứng hay da hết nè. Con này giá 1 triệu anh em nhé. Tổng quan sơ lược giới thiệu đến em là 26 con cần. Thích con nào alo trực tiếp với shop mình em nhé. Anh em nếu thấy video này hay thì vui lòng là cho mình một đăng ký anh em nhé. Chào toàn thể anh em.